cười tươi dịu dàng, đón lấy nắng sớm chiếu qua hàng cây buổi sáng, muốn cất tiếng nói thiết tha dành cho mọi người. Trời ơi, run quá, hạnh phúc. Nhưng mà chắc đợi lâu quá vô run cho nên ban giám khảo hơi chê em một chút, nhưng mà vẫn cho em cơ hội đi tiếp tục. Vui quá. Nói gì? Thật sự đây là lúc vào thì ban giám khảo không có thích Luân lắm, nhưng mà khi Luân hát lên thì cả ba đều đồng ý cho Luân vào trong và cảm thấy rất là vui, bởi vì bao nhiêu công sức chờ đợi sáng nay nó đền bù lại bằng cái vé vàng này. Cháu nhìn thấy tấm vé vàng trước rồi, cháu định trêu cô nhưng mà không ngờ là một bạn thí sinh đang đứng chờ thì bạn đã vỗ tay rồi. Đáng lẽ phải định trêu mẹ một chút nhỉ. Nói thế thôi chứ không biết là mẹ rất là lo, ngoài này tâm sự là rất là lo cho em. Bây giờ thì cảm thấy nào rồi? Thật sự khi mà bước vô trong đó thì đụng mặt với lại ba vị giám khảo thì thấy hơi lạnh lạnh. Nhưng mà sau mà khi thi xong thì nghe được những nhận xét của ban giám khảo thì thấy rất là vui. Đụng quá nha. Thôi, hạnh phúc vì có vé vàng rồi. Bạn gái của mình hồi sáng thi rớt rồi, còn mình thì đậu. Nhưng mà mình lại muốn cái phiếu vàng này dành cho bạn gái mình chứ không phải dành cho mình. Đó là một cái niềm vui lớn hơn của mình nữa, chứ phải là niềm vui của mình nhận được phiếu vàng, đơn giản là như vậy. Bạn thân mến, rõ ràng ở trong phòng điều hòa nhưng mà mồ hôi bạn ra rất là nhiều đấy. Dạ. Tại phải hát tới 5 bài lận. Ban giám khảo cũng nói và nhắc nhở em rất là nhiều về cách biểu diễn, nhưng mà cả ba vị giám khảo đều nói là cảm thấy giọng hát của em rất tốt. Điều đó làm cho em cảm thấy rất là hạnh phúc và cảm thấy sẽ tự tin hơn ở những vòng thi sau. Ôm đàn và hát bài gì đấy? Mặt đèn. Mặt đèn tôi nhớ rồi. Mày ba còn bài gì khác không? Có hát thêm một cái khúc lốc nặng là cái khúc chiến tranh của một đội quê. Sau đó thêm một bài rất chi là không rock. Bài gì vậy? Vì đó là em. Tôi ngạc nhiên. Cái đang từ trên xuống dưới. Chúng ta không phải từ trên xuống dưới mà bạn đang từ một cái mỏm núi này bạn nhảy ngay từ mỏm núi kia mà không hề. Ban giám khảo choáng, cũng hơi bị lăn tăn về mình một chút. Có hỏi mình hơi nhiều. Nhưng quan trọng giờ là cố gắng giành được tấm vé vàng đúng không? Chăng chăng chăng. Cũng biết dễ chúc mừng. Wow. Đây là dành nụ hôn này dành cho anh quay phim đấy hả? Cho tất cả mọi người, cho ban giám khảo, cho tất cả những người đã ủng hộ cho em. Thế còn và cô ngay bạn... cả bản thân của em đây. Tôi rất là mừng. Sao không nhắc đến MC nhỉ? Em thank you so much.